Xin chào tất cả anh chị em. Ở trong thì cái phần thực hành của bài tập số 20 này thì mình sẽ tạo ra cái báo cáo, và cái báo cáo này thì nó sẽ có những cái nút bấm option button, và khi chúng ta click vào những cái nút bấm đấy thì nó sẽ ra cái biểu đồ nó tương ứng như trong cái phần demo của cái phần video số 1 của bài 20. Trước hết này, chúng ta sẽ vào phần developer, sau đó chúng ta chèn phần insert này option button, đó chúng ta kích vào đây rồi, và mình có thể xóa bỏ những cái phần chữ phía trong đi, copy thêm hai cái Ctrl+D này, đó chúng ta kéo này xuống đây để cho những cái nút bấm này nó thẳng hàng, và chúng ta có thể là căn đều khoảng cách của ba cái nút bấm đấy, thì chúng ta giữ shift này, kích chuột phải vào từng cái một này, rồi sau đó vào chữ format. Align là mình căn hình, chọn phần Align Center, chúng ta căn thẳng hàng đó, và chúng ta chọn Distribute Vertically, tức là gì, chúng ta giảm đều khoảng cách của ba cái hình đấy đó. Thế để cho ba cái hình này nó có thể hoạt động được bình thường thì chúng ta kích vào cái thứ nhất này, chọn là gì, Format Control. Cái phần Cell Link mình sẽ link cái phần button này đến một cái ô bất kỳ, rồi mình sẽ link sang cái ô này đi, ô bất kỳ nhá, được chưa? Ok này, thì khi chúng ta link ấy, mình cho màu sắc gì đó, chúng ta kích vào này thì nó sẽ có số 1, số 2 này, số 3 đó, ba cái này nó sẽ có ba cái số tương ứng, được chưa? Rồi thế để cho cái biểu đồ nó sang được bên này thì chúng ta phải làm thêm một bước khác. Chúng ta vào phần formula này, chọn name này, được chưa? Rồi chúng ta tạo cái tên mới, tên là mình sẽ báo cáo đi, đây mình tạo cho nó cái tên trước hết này là biểu đồ số 1, biểu đồ 1 đi, được chưa? Và biểu đồ này thì chúng ta sẽ lấy cái vùng nào, chúng ta sẽ lấy cái vùng này đó, chúng ta khoanh xung quanh cái biểu đồ số 1 đấy, được chưa? Ok rồi, và cái new thứ hai này là biểu đồ 2 này, tên của nó thì chúng ta đặt biểu đồ 2, và cái vùng thì chúng ta sẽ lấy vùng này, ok, và tên số 3 này chúng ta sẽ đặt là biểu đồ 3 này. Và lưu ý là gì, anh chị em không được là gì viết dấu cách, nếu mình đánh dấu cách thì nó tên biểu đồ này nó sai và chúng ta không làm được. Refer tức là chúng ta sẽ tham chiếu đến vùng nào, rồi chúng ta sẽ tham chiếu đến cái vùng là đâu người ta, à đây, biểu đồ 3 này, chúng ta sẽ bôi đen xung quanh cái biểu đồ số 3 đấy, được chưa? Đó rồi, bây giờ chúng ta thêm một cái nữa, chúng ta chọn new này, đây là liên kết biểu đồ, được chưa? Chúng ta đặt tên bất kỳ cái gì cũng được. Rồi mình sẽ dùng một cái hàm chu để chúng ta có thể lọc ra những cái biểu đồ đấy. Rồi, ok. Đầu tiên chúng ta sẽ nhấn vào cái ô này để chúng ta xác định là số nào dành cho cái biểu đồ số mấy, được chưa? Phải này. Nếu mà cái này là số 1, nếu mà cái nút bấm số 1 và nó sẽ tương ứng là số 1 thì chúng ta sẽ lấy cái biểu đồ là số 1. Rồi mình nhấn F3 này, biểu đồ 1, được chưa? Và nếu cái nút bấm này là số 2 này thì chúng ta sẽ lấy biểu đồ số 2. Anh chị em nhấn cái phím là gì? Mình nhấn phím là F3 nhé, F3 này, được chưa? Biểu đồ 2 này. Tiếp tục này, nếu mà cái này là số 3 này thì mình sẽ lấy cái biểu đồ là số 3, được chưa? Đóng ngoặc lại này, ok, được chưa? Rồi để cho cái
sang bên này mình có thể tạo ra cái phần báo cáo, thì mình sẽ chèn thêm một cái hình bất kỳ, insert picture. Rồi mình sẽ lấy một cái hình bất kỳ đi, bất kỳ cái hình nào cũng được. Đây mình sẽ lấy cái logo đi. Yeah. Sau đó mình cho cái kích thước này nó bé rồi. Đó mình cho vào đây chẳng hạn. Được chưa? Ok, chúng ta chọn vào cái hình này và nhấn vào phía trên này. Được chưa? Đó, chúng ta đánh cái tên cái biểu đồ mà chúng ta đặt sau cùng đây. Cái tên của nó đây. Liên kết biểu đồ. Chúng ta chọn hình này, đánh trong băng này, đánh chữ liên kết. Đó, chúng ta chọn nhấn tab ngay. Giờ enter. Thì khi chúng ta đánh cái tên biểu đồ đấy thì mình sẽ thấy à, nó có biểu đồ xuất hiện đây. Và những cái biểu đồ này nó sẽ tương ứng các nút bấm. Giờ đó. Ở đây thì mình sẽ biết được cái cách làm sao để chúng ta có thể là tạo ra được cái ứng dụng quản lý các cái dữ liệu theo Name Manager và các cái nút là Option Pattern. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái bài học tiếp theo. Xin chào.